khi dòng tiền không ngừng đổ về những vùng đất hứa hẹn, khi cơ hội sinh lời từ bất động sản ngày càng tăng cao, chính là thời điểm mấu chốt để đưa ra lựa chọn đầu tư đúng đắn nhất. Quảng Ninh, một vùng đất tiềm năng với mức độ đầu tư cho hạ tầng giao thông khổng lồ và có tốc độ phát triển kinh tế, du lịch hàng đầu miền Bắc. Nơi đây thu hút hàng loạt chủ đầu tư, tạo nên một chuỗi dự án bất động sản trải dài khắp tỉnh. Uông Bí, thành phố năng động nằm tại vị trí cửa ngõ chiến lược, đầy đủ lợi thế hạ tầng cơ sở, tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, dễ dàng liên kết với các vùng kinh tế trọng điểm lân cận. Tại đây, Opus One là dự án tiêu điểm tích lũy đầu tư hấp dẫn trong thị trường bất động sản sôi động hiện nay. Vị trí kim cương, tâm điểm vàng kết nối giao thương, nằm trên tuyến phố Lạc Trung, giao Trần Quốc Toàn, địa thế thuận lợi, gần ngay khu hành chính, quảng trường, bệnh viện, trường học. Opus One sở hữu vị trí đẹp hiếm hoi tại trung tâm thành phố Uông Bí. Dòng tiền đổ dồn về bất động sản ngày càng tăng khi các kênh đầu tư khác không còn hấp dẫn. Opus One chính là gà đẻ trứng vàng cho các nhà đầu tư sáng suốt. Cơ hội sinh lời vượt trội ngay khi đầu tư với đầy đủ các yếu tố: vị trí kim cương, hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch, tiện ích hoàn hảo. Chỉ từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng, bạn đã có thể sở hữu sản phẩm bất động sản đầu tư nóng nhất thị trường Quảng Ninh. Opus One, trao mảnh đất vàng, chìa khóa đầu tư sinh lời hoàn hảo. Hiện tại, kênh đầu tư sinh lời và an toàn nhất là bất động sản. Nhưng để tìm được một cái dự án phù hợp trong cái thời điểm hiện tại, những nhà đầu tư như chúng tôi phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng, nhất là về cái phần hạ tầng và pháp lý. Dự án này làm ngay mặt phố lớn, hạ tầng đồng bộ, pháp lý tốt, vị trí cực kỳ đắc địa, vốn ban đầu vừa túi tiền, chính sách bán hàng hấp dẫn, tiềm năng cực kỳ lớn nên tôi đã quyết định đầu tư ở đây. Quy mô gần 8 hectare với 252 sản phẩm gồm shophouse, biệt thự đơn lập, song lập, diện tích từ 90 đến 340 m2, thông thoáng hai mặt trước sau, đường nội khu rộng rãi lên tới 10 m, vỉa hè rộng đến 9 m. Hạ tầng ngoại khu hưởng chọn quy hoạch phát triển vùng và chuỗi tiện ích hoàn hảo. Opus One được quy hoạch đồng bộ trở thành dự án đáng sống bậc nhất cho những thế hệ tinh hoa. Chủ đầu tư uy tín, pháp lý minh bạch, đơn vị thi công có uy tín và kinh nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho mọi đối tác và khách hàng. Opus One, vị thế trung tâm, xứng tầm đẳng cấp.